Anh chị và các bạn thân mến, đây là chiếc xe ô tô 5 chỗ số tự động Range Rover. À, một chiếc xe thực sự đẹp, rất là đẳng cấp luôn. À, một trong những cái hãng xe ô tô mà được bán tại thị trường Việt Nam mình, à, được mệnh danh là xe quý tộc. Nó được trang bị rất là nhiều các tính năng hiện đại và rất là nhiều các chế độ chạy, à, chạy trên mọi cung đường anh chị và các bạn. Thì đây là một chiếc xe mà hôm nay em đem đến cho anh chị và các bạn, à, một cái mẫu xe thực sự hiếm, rất là hiếm tại thị trường ô tô cũ ở Việt Nam mình nha. À, em khẳng định luôn cho anh chị và các bạn, khi mà anh chị vận hành chiếc xe này ở trên đường sẽ không tốn 1.000 đồng nào tiền xăng của anh chị và các bạn. Rất là ấn tượng ha. À, hôm nay em đem đến cho anh chị và các bạn một chiếc xe ô tô cũ thực sự là hiếm. Nhắc lại một lần nữa nha, chiếc xe này khẳng định luôn là chạy vận hành trên đường sẽ không tốn 1.000 đồng nào tiền xăng. Đó chính là vì chiếc xe này nó là động cơ diesel, động cơ dầu nha anh chị và các bạn. Range Rover, động cơ dầu, sử dụng turbo, máy rất là mạnh luôn. Bây giờ em sẽ quay từng chi tiết để anh chị và các bạn xem nó có tính năng gì nha. Cái tính năng đầu tiên mà em muốn cho anh chị và các bạn xem và cảm nhận đó là tính năng nâng hạ gầm của chiếc xe này. Chỉ cần bằng một nút bấm thôi. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong, em sẽ nhấn lên cho anh chị và các bạn xem nha. Chiếc xe này nó đang nằm ở chế độ thấp này. Bây giờ em sẽ nâng chiếc xe lên và anh chị và các bạn xem nè. Rất là nhanh chóng luôn, chiếc xe nó đang được nâng lên đó anh chị và các bạn. Đó, cao cấp và hiện đại lắm luôn nha. Hi, chào tất cả mọi người, em là Phương đây. Chào mừng mọi người đến với kênh của Phương Cầu Đỏ. Hôm nay em đem đến cho anh chị và các bạn một cái mẫu xe ô tô cũ đã qua sử dụng, rất là cao cấp và hiện đại nha. Range Rover, đây là một chiếc xe được mệnh danh là xe quý tộc. À, được bán tại thị trường ô tô Việt Nam mình nha. À, nó được trang bị rất là nhiều các tính năng hiện đại ở bên trong và rất là nhiều các chế độ chạy. À, tí xíu nữa đi vào trong em sẽ quay cụ thể cho anh chị và các bạn xem. À, chiếc xe này máy móc zin 100% nha, chưa hề qua sửa chữa. Và khi mà em mua từ anh chủ xe về, em đã cho kiểm tra thay thế những cái món đồ cần thiết để anh chị mua từ em về có thể hoạt động tốt nè, đi xa tốt. Và nước sơn zin của chiếc xe này cũng còn khá là nhiều, đã được em xử lý đánh bát các kiểu cho nó mới hơn, nó sáng hơn nha anh chị và các bạn. Rồi, bây giờ em sẽ quay từng chi tiết ở bên ngoài để anh chị và các bạn hình dung chiếc xe này nó đẹp như thế nào nha. Và đây là cái mẫu xe thực sự rất là hiếm, vì Range Rover ở Việt Nam mình động cơ xăng, động cơ 5.0 nó rất là nhiều. Còn chiếc xe mà hôm nay em đem đến cho anh chị và các bạn đó là động cơ dầu diesel nha. Range Rover động cơ 3.6 lít dầu diesel. Nó được sản xuất tại Anh Quốc là năm 2008 và nhập khẩu nguyên một chiếc về Việt Nam mình đăng ký lần đầu tiên là năm 2009. Bây giờ anh chị và các bạn nhìn nè, cái cặp đèn trước này nó đã được em kiểm tra xử lý đánh bát các kiểu cho nó mới hơn, nó sáng hơn. Và đây là một cái đèn siêu sáng rất là hiện đại nha, đèn bi có thể chuyển hướng theo góc lái và khi mà buổi tối anh chị mở đèn lên nó cực kỳ là sáng nha. Rồi anh chị nhìn nè, Range Rover cái tên của chiếc xe nha, rất là đẳng cấp luôn á. Cái mặt ga lăng thì được sơn một cái lớp này, nó đây là cái lớp sơn zin chính hãng từ nhà sản xuất nha. Nè logo nè, Lăng Rover. À, cái tên của cái hãng xe là Lăng Rover, còn cái tên của chiếc xe là Range Rover nha anh chị và các bạn. Biển số hôm nay em bán đó là biển số 30K07135, đó là biển số ở Hà Nội. Một chiếc xe mà anh chị mua bên em sẽ được em hỗ trợ anh chị ký giấy úp hồ sơ nhanh để anh chị tiện việc sang tên đổi chủ. Và chiếc xe hôm nay là biển số Hà Nội, thì những anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh nếu mua chiếc xe này về thì nếu mà sang tên á, thì tiền biển số chỉ tốn 200.000 thôi ha. Và ký giấy rút hồ sơ thì bên em sẽ bao hết cho anh chị và các bạn để hỗ trợ anh chị và các bạn sang tên đổi chủ cho nó nhanh gọn lẹ nha. Rồi đi qua bên đây, trên đèn nó có cái chế độ rửa đèn nữa nè, rất là hiện đại nha. Rồi bánh mâm của chiếc xe này đó là bánh mâm đúc zin chính hãng của Range Rover và cũng còn rất là đẹp. Hệ thống phuộc của chiếc xe này là phuộc hơi nha, có thể nâng và hạ gầm thì ban đầu clip anh chị và các bạn xem rồi đó, còn rất là tốt nha. Bốn cái vỏ thì nó cũng còn tầm khoảng tới 70% anh chị mua về sử dụng thôi, không cần phải thay thế. Đăng kiểm thì nó cũng còn dài lắm, nhờ bạn camera quay vô này đăng kiểm còn tới tháng 5 năm 2023 ha. Mua về cũng chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải đi đăng kiểm lại. Bên hông đây nó được thiết kế một cái kiểu mang cá bên này, giống như kiểu xi nóc đẹp dễ sợ luôn nè anh chị và các bạn. Và chỗ này nó có tích hợp cái đèn xi nhan hướng rẽ,
để khi mà anh chị mở xi nhan thì chỗ này nó sẽ chớp chớp cái đèn để anh chị nào chạy bên hông dễ dàng nhận biết ha. Những cái kiến của chiếc xe này thì nó cũng đã được em dán cái phiến cách nhiệt loại tốt nhất để anh chị và các bạn đi trời nắng nó không có bị nóng. Rồi em đã quay rất là chi tiết ở phía trên, bây giờ mình đi xuống phía sau nha. Cái cặp đèn ở phía sau thì nó cũng đã được em kiểm tra xử lý, đánh bát cho nó mới hơn, nó sáng hơn nha anh chị. Dải đèn LED rất là đẹp luôn á, khi mà anh chị mở đèn lên. Cái logo xe này ở phía sau nè, Land Rover, cái tên xe là Range Rover TDV8 nha anh chị, máy dầu 3.6 V8. Ở phía sau nó trang bị rất là hiện đại nè, cái cảm biến chống va chạm zin từ nhà sản xuất nè. Rồi, thì cái cốp này mở ra là bằng nút điện nha, nút bấm bằng điện. Chủ xe trang bị cái camera gear nữa nè anh chị và các bạn. Camera gear luôn nha, đầy đủ luôn á. Rất là nhiều các tính năng hiện đại mà. Đây, nhấn nút chỗ này. Rồi, cái cốp nó mở lên. Và cái xe này thì nó có hai cách mở, mở cái này lên và mở thêm cái này xuống luôn nha. Để anh chị nào mà thường hay đi cắm trại đó, mình để đồ trên đây nè, những vật dụng nè, rất là thoải mái luôn. Bên trong đây là nỉ zin từ nhà sản xuất còn rất là đẹp. Chiếc xe này nó 5 chỗ thì ở phía sau đây anh chị có thể để rất là nhiều các cái vali, nếu anh chị đi chơi xa đó anh chị để cái vật dụng trong này nè, thoải mái luôn. Chỗ này nó có một tấm thảm nữa nè. Đó, những cái vật dụng gì nhỏ nhỏ anh chị để trên này ha. Rồi, em đã quay rất là chi tiết ở phần phía sau, bây giờ mình lên hầm máy nha. Cái động cơ của chiếc xe này em nhắc lại một lần nữa cho anh chị và các bạn được biết nha, là zin 100%, chưa hề qua sửa chữa. Sau khi mà em mua từ anh chủ xe về, em đã cho thợ thầy bên em kiểm tra và thay thế một số món đồ cần thiết để anh chị có thể mua từ em về đi xa tốt, hoạt động tốt. Bây giờ em sẽ mở cái hầm máy lên để anh chị và các bạn xem và cảm nhận ha. Đây, nhà bạn camera quay vô. Ở bên trong đây nó đã được em rửa sơ cho nó sạch sẽ hơn và nó chỉ bị bụi dơ theo năm tháng thôi nha. Đây là dòng xe cao cấp nên bên trong đây nó bít bùng hết nè, V8 nè. 3.6 động cơ dầu diesel nha anh chị và các bạn. Rồi, thì cái máy nó nổ rất là êm luôn. Bây giờ em sẽ nổ máy lên để cái mic vào cho anh chị và các bạn nghe và cảm nhận nha. Chờ em xíu. Và đây, bây giờ em sẽ để cái mic vào cái máy để cho anh chị và các bạn nghe cái tiếng máy dầu nó nổ như thế nào nha. Rất là êm luôn, êm như máy xăng anh chị và các bạn ạ. Em đã quay rất là chi tiết cụ thể cái hầm máy của chiếc xe này. Bây giờ đến cái phần quan trọng là thử khả năng vận hành, xem chiếc xe này nó chạy có mượt mà hay là không nha. Em đang chạy thử chiếc xe này ở trong đô thị và đang chạy với vận tốc là 40 km/h. Nó rất là êm ái và nhẹ nhàng nha. Thực sự là mạnh mẽ anh chị và các bạn. Rất là mạnh luôn. Và bên trong đây nè, nó trang bị rất là nhiều các phím bấm anh chị và các bạn. Hiện đại dễ sợ chưa. Nhìn ở bên ngoài kìa. Đó, nó đẹp ghê chưa. Cái dáng xe chạy rất là đẹp nha. Và bên trong nội thất em nói anh chị nè, máy lạnh nha, cực kỳ là lạnh, lạnh teo luôn á. Rồi, em cũng đã quay rất là chi tiết ở bên ngoài cũng như là khả năng vận hành. Bây giờ sẽ đến cái phần mà chi tiết nội thất bên trong. Anh chị và các bạn đi theo em. Chiếc xe này nó to bự dữ lắm, thì ngay chỗ này nó được trang bị một cái bệ bước. Đây là trang bị thêm nha. Bên ngoài nó đẹp thì bên trong nội thất rất là đẹp luôn. Để đi vào trong em sẽ quay từng chi tiết nội thất cho anh chị và các bạn xem cảm nhận. Thì tấp bi cửa nè, rất là đẹp nha anh chị và các bạn. Đây là ốp gỗ và là gỗ thiệt 100% nha. Rất là hiện đại, bốn kính là kính chỉnh điện ưu tu một chạm. Và ngay chỗ này đó là kiến, chỉnh kiến, chỉnh cái lỗ tai này nè, gập kiến nè, chỉnh kiến nè. Rồi, cái hệ thống âm thanh của chiếc xe này nghe cực kỳ là hay nha. Nè, cái hiệu âm thanh đó. Và ghế
À, ghế bên tài là chỉnh điện các hướng, nhớ vị trí ghế, ghế bên kia cũng vậy luôn nha. À, đây là bộ nệm da cao cấp, rất là đẹp, còn cực kỳ là đẹp luôn nè, mới dễ sợ chưa. Và trên ghế nó có trang bị cái túi khí luôn nè, túi khí là quanh xe đó anh chị và các bạn. À, rất là an toàn luôn ha. Nè, chốt cửa này đẹp ghê chưa. Rồi đi vào trong đi, em quay từng chi tiết bên trong cho anh chị và các bạn xem. À, trước mặt anh chị nè, đây là cái túi khí nè. À, trên đây cũng túi khí luôn nha, vô lăng cũng túi khí nè, túi khí là quanh xe đó, logo rất là đẹp nha, Land Rover. À, hai cái miếng bạc này là cái phím kèn nha anh chị và các bạn. Thì những dòng xe khác anh chị phải ấn ở đây nè, nó mới lên kèn. Thì cái xe Land Rover anh chị chỉ cần nhấn hai cái nút bạc này là nút kèn nha. Và các phím bấm còn rất là đẹp luôn, hoạt động bình thường nha. À, xe em bán anh chị và các bạn nhìn kìa, số km là 68.599 km nha. À, xe em đang nổ máy anh chị và các bạn nhìn đồng hồ tua máy kìa, nó đứng kim chứng tỏ là máy nổ rất là êm ha. Rồi thì bên đây Land Rover nó trang bị nguyên một cái màn hình, màn hình LCD, nghe nhạc CD nè, nghe FM nè. Và nghe em nói thật sự anh chị nha, cái dàn âm thanh nghe cực kỳ là hay luôn, nó đánh ầm 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 như là một cái vũ trường di động vậy đó. Rồi thì dàn lạnh thì nó sẽ có hai dàn lạnh, bên đây một dàn, bên đây một dàn. Chế độ lạnh là auto, là tự động luôn ha. Ở dưới đây nó có trang bị một cái đồng hồ luôn nè. Đó. Rồi cái nút này là nút mở cốp nè. Đây. Rồi xe em bán nè là số tự động nè, đang dừng đậu là B nè. D là chạy ha. Và rất là nhiều các chế độ chạy anh chị và các bạn nhìn nè. 1 2 3 4 5. Rồi chế độ chạy ở đèo núi nè, chế độ chạy đường thẳng đó nè. Và đây là nút nâng hạ gầm ha. Cái phím cái màu đỏ đỏ này là đang là chế độ thường nè. Đây là chế độ nâng nè, nhấn lên nè là chế độ nâng lên cao nè. Là cái xe nó sẽ còn nâng cao hơn nữa anh chị và các bạn ạ. Và đây là chế độ thấp nha. Thì nó có ba chế độ nâng hạ gầm. Rồi thì bên đây nó có chữ Land Rover đẹp dễ sợ chưa. Zin 100% từ nhà sản xuất nha. Và ngay chỗ này là cái phím bấm, thì chỗ này nó sẽ có hai cách mở. Một là bấm ở đây, nó sẽ bung cái chỗ này lên. Chỗ này là nó chứa cái đầu CD nha, đầu đĩa đó nè, đầu 6 đĩa nằm trong này nha anh chị và các bạn. Còn mình nhấn ở dưới đây thì nó sẽ bung cái phần dưới đây ra. Bung cái phần dưới đây ra là mình để những cái vật dụng gì đó mình để vô trong đây nha anh chị và các bạn. Bên trong đây là nỉ zin từ nhà sản xuất nè, rất là đẹp luôn á. Rồi em lia một vòng để anh chị và các bạn cảm nhận nha. Đây là ghế da cao cấp, rất là đẹp luôn. Và trên trần là trần da lộn nha. Trần này đã được bọc lại nha anh chị và các bạn, rất là cao cấp luôn, trần đẹp dễ sợ luôn á. Và cửa sổ nóc nè, đây nhấn một chạm nè. Rồi, cái cửa nó sẽ chạy ra nha, cái khoảng không trên rất là thoáng và mát luôn á. Rồi nhấn một chạm nè, nhấn một chạm thì cái cửa nó sẽ tự động chạy vô. Rồi đó, em đã quay rất là chi tiết ở phía trên nha. Bây giờ em sẽ đi xuống phần phía sau, em quay rõ chi tiết cho anh chị và các bạn xem. Đây là túp bi cửa nè, túp bi cửa rất là đẹp ha. Túp lô nè, đó, màn hình nè, vô lăng nè. Rồi đi xuống phía sau nha. Ở phía sau của chiếc xe này anh chị và các bạn rất là rộng rãi luôn. Để em đi vào trong em ngồi cho anh chị và các bạn cảm nhận nha. Kìa cái bộ nệm kìa, nó đẹp dễ sợ đẹp chưa, rất là đẹp nha. Rồi đi vào trong luôn. Thì cái khoảng không ngồi nè anh chị và các bạn thấy không nè, trời ơi nó rộng rãi dễ sợ rộng luôn. Và ở bên dưới đây nó có trang bị thêm một cái dàn lạnh nữa nha. Ở trên hai dàn lạnh và ở dưới đây thêm một dàn là ba dàn lạnh luôn nha. Ngồi chỗ nào nó cũng mát hết nha anh chị và các bạn. Và nhìn từ phía dưới nhìn lên nè, trời ơi nó cao cấp dễ sợ chưa, quá trời nút luôn nè, rất đẹp ha. Rồi em đã quay rất là chi tiết cụ thể cái phần nội thất, bây giờ em xin kết thúc video tại đây nha anh chị và các bạn. Từ nãy giờ em cũng đã quay rất là chi tiết, rất là cụ thể mà chiếc xe hôm nay em cần bán cho anh chị và các bạn xem. Đó là Land Rover động cơ 3.6 dầu diesel nha anh chị và các bạn. Chiếc xe này nó được nhập khẩu nguyên một chiếc từ Anh Quốc về Việt Nam mình, đăng ký lần đầu tiên là năm 2009 và sản xuất tại Anh Quốc là năm 2008. Động cơ zin 100% chưa hề qua sửa chữa nha, và đã được em mua lại từ anh chủ xe và thay thế một số món đồ cần thiết để anh chị mua từ em về có thể đi xa tốt, hoạt động tốt. Nước sơn zin thì cũng còn rất là nhiều ha, và cũng đã được em kiểm tra xử lý đánh bắt các kiểu cho nó mới hơn, nó sáng hơn để anh chị mua về sử dụng thôi, không cần phải làm gì thêm cả. Rồi em đã quay rất là chi tiết, rất là cụ thể ha. Chiếc xe mà hôm nay em bán nãy giờ anh chị và các bạn xem rồi đó, em cần bán chiếc xe này với giá là đúng 1 tỷ, giá rất là rẻ so với cái giá trị ban đầu anh chị và các bạn.
thì anh chị cần mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em tên Phương, số điện thoại là 0937 257 234. Chỉ có một số điện thoại một duy nhất thôi. Em chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị vào những clip sau. Chào tạm biệt mọi người, mình là Phương. Nhớ nhấn đăng ký và nhấn cái chuông để được xem nhiều clip quảng cáo về xe ô tô của mình nha.